Ngọc Tuyết, cửa không khóa, anh vào đi. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Sao tôi cảm thấy hai người là vợ lớn vợ nhỏ của tôi vậy? Anh giúp tôi chữa bệnh, vậy tôi chắc chắn phải báo đáp anh tử tế rồi. Anh đuổi tên Phan cuồng quấy rầy tôi, tôi cũng phải báo đáp anh chứ. Vậy hai người định báo đáp tôi như thế nào đây? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Hạ Như quay phim, có sao không? Tôi đồng ý rồi. Con bé muốn quay chụp gì cũng được. Thật không ngờ, lần đầu tiên tôi quay phim lại là sản xuất phim chuyện ba người. Quá đã. Không biết cơ thể tôi có đạp được không đây. Yên tâm, đợi tới khi anh không chịu nổi nữa, chúng tôi sẽ ăn anh. Vậy thì tôi sẽ lấy ra con át chủ bài của tôi. Cửa không khóa, anh vào đi. Ngọc Tuyết, tôi đến rồi đây. Lại đây. Muộn thế này rồi, các cô còn ăn mặc đẹp thế này, tất nhiên là để báo đáp anh rồi. Tôi có đẹp không? Đẹp lắm. Rất đẹp. Vậy tôi có dễ thương không? Dễ thương lắm. Rất dễ thương. Vậy trong hai chúng tôi, anh thích ai? Thánh thần, đây là câu hỏi mạo hiểm. Không được. Không được trả lời. Tôi thích hết. Ai cũng thích. Bắt buộc phải chọn một người. Không dễ chọn lắm. Anh không chọn, chúng tôi chọn giúp anh. Thì ra các cô thích chơi trò này. Đúng vậy. Anh không ngờ tới đúng không? Chuyện kích thích hơn vẫn còn ở phía sau kia. Nếu đã như vậy thì cứ làm đi. Hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi cho anh thêm chút kích thích đấy. Không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Hai người cởi dây trói ra cho tôi đi. Cởi dây trói ra thì chơi sẽ không vui nữa đâu. Hai người đang muốn diệt khẩu tôi sao? Làm sao có thể chứ? Anh là bác sĩ giỏi của tôi mà. Còn anh là vệ sĩ ưu tú của tôi mà. Hai người là đang lấy oán trả ơn phải không? Anh nói gì vậy? Tôi biết sai rồi mà. Hạ Như, Hạ Như, tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin hai người đấy. Tha cho anh thì cũng được thôi. Có điều. Có điều gì? Sau này không được có mấy cái suy nghĩ bậy bạ với chúng tôi. Vậy thôi hai người lấy mạng tôi đi. Anh nói cái gì? Ý tôi là, đối diện với hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu mà tôi không có chút suy nghĩ bậy bạ nào, thì điều đó chứng tỏ hai người không hề có sức hút rồi. Mồm mép nhanh nhẩu. Tôi thấy là anh rõ ràng đã thích gì của tôi. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Vậy là anh thích tôi sao? Tôi không thích ai cả. Anh thề đi. Nếu như anh nói dối thì anh sẽ lập tức biến thành thái giám. Sao cứ hở ra là cô bắt người ta thề vậy? Còn bắt thề lời thề cay độc như vậy nữa. Nếu hôm nay anh không thề thì tôi sẽ không để anh thấy ánh mặt trời ngày mai. Thật trùng hợp, tôi xem dự báo nói mai trời sẽ âm u, không thấy mặt trời đâu. Bớt nói nhiều, mau thề đi. Cô cứ bắt tôi thề, rốt cuộc là cô muốn tôi thề cái gì? Đúng vậy nhỉ.
Chúng ta muốn anh ta thế gì nhỉ? Cháu cũng quên mất rồi. Hai người đẹp à? Đừng nói là hai người lấy tôi ra để mua vui đấy chứ. Vậy thì đã sao? Không phục sao? Phục chứ, phục sát đất luôn. Vậy thì sẽ đánh thêm vài cái. Cứu tôi với. Vợ nhỏ của mình sao? Này, dừng lại đi. Hai người đẹp ơi, sao mới nói có mấy câu mà đã đánh nhau rồi? Mau tránh ra, đừng có lo chuyện bao đồng. Sao hai người không nghe tôi khuyên gì cả vậy? Như vậy sẽ làm hư hoa hư cỏ mất. Đường Tam Tạng sẽ liều mạng với hai người. Im miệng. Là anh sao? Các người biết tôi sao? Vừa nãy vẫn còn khỏe mà. Sao bây giờ lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Không được. Mình phải hô hấp nhân tạo cho họ mới được. Như vậy không hay cho lắm. Dù sao cũng là vợ của mình mà. Có gì mà không hay chứ? Không được. Lỡ như bọn họ tỉnh dậy, xong lại đánh mình như Ngọc Tuyết thì phải làm sao? Có điều, cứu một mạng người như xây 7 tòa tháp. Huống chi đây là xây được cả 14 tòa tháp. Im miệng. Tô Phong, anh đang làm gì vậy? Bọn họ ngất xỉu rồi. Tôi đang định hô hấp nhân tạo cho họ. Tôi thấy anh là đang muốn nhân cơ hội giở trò lưu manh. Bọn họ hô hấp bình thường, không cần hô hấp nhân tạo gì cả. Thế này mà không phải là giở trò lưu manh sao? Có thể là tình huống khẩn cấp nên mới xảy ra nhầm lẫn. Đưa họ vào trong trước đi. Thật không ngờ lại để chúng ta tìm ra nhanh như vậy. Với lại anh ta vẫn chưa nhận ra chúng ta là người đã nhảy với anh ta lúc đó. Trời không phụ lòng người. Con rùa vàng này tôi chắc chắn sẽ câu được. Tôi phát hiện ra trước. Anh ta lẽ ra nên thuộc về tôi. Chuyện này thì phải dựa vào khả năng của mỗi người. Người đàn ông này đều thích người thuần khiết. Thuần khiết, cái đó dành cho người ngoài xem thôi. Đóng cửa lại thì ai cũng thích kiểu lẳng lơ như tôi. Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem. Chờ thì chờ. Anh Tô Phong, anh có thể vặn ra giúp tôi được không? Thật biết giả vờ. Vậy chai này tặng cho anh. Vừa hay tôi cũng khát nước. Trà xanh này chẳng ngon gì cả. Tôi có thể thử chai của anh không? Nếu cô không để ý thì được thôi. Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Vợ nhỏ, em biết cách chơi thật đó. Anh Tô Phong, lát nữa anh có rảnh không? Sao vậy? Anh đưa tôi đi mua một bộ quần áo được không? Chuyện này không thích hợp đâu. Cô bảo Vân Vân đi với cô đi. Vân Vân không có thời gian. Anh đi với tôi đi mà. Có được không? Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đi dạo 4 tiếng đồng hồ, chỉ mua 2 chiếc quần yoga về nhà. Người ta thích yoga mà. Sau này hai chúng ta có thể tập cùng nhau. Tập gì vậy? Tập yoga đó. Anh nghĩ gì vậy? Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau vận động chứ. Cô sao vậy? Tôi bị trẹo chân rồi. Anh Tô Phong, có thể là do quá lâu rồi tôi không tập luyện. Vậy phải làm sao? Giá mà có người cõng tôi thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi đang nghĩ gì không biết. Nếu không thì anh cứ về trước đi.
Tôi bảo Vân Vân xuống đón tôi. Để tôi cõng cô. Để tôi cõng. Nào từ từ thôi. Để tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Vân Vân đâu rồi? Có lẽ cô ấy đã ra ngoài rồi. Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé. Anh đừng đi mà. Anh Tô Phong, anh ở lại nói chuyện với tôi một chút. Có được không, anh Phong? Giờ tôi chỉ có một mình. Chân lại bị thương nữa. Tôi cô đơn quá đi thôi. Vợ nhỏ à? Sao cô lại thành ra như thế này chứ? Anh gọi người ta là vợ. Người ta ngại lắm đó. Còn ở đây giả vờ với tôi nữa chứ. Con rùa này cuối cùng cũng mắc câu rồi. Anh Tô Phong à, anh ôm người ta, làm người ta không thở được nè. Chân cô sưng lên rồi. Để tôi xoa bóp cho cô nhé. Như vậy thì ngại lắm. Ai bảo cô là vợ nhỏ của tôi cơ chứ? Xong rồi, thoải mái quá đi. Xong rồi sao? Tôi vẫn chưa sướng đủ mà. Gì cơ? Ý tôi là chân bên này, anh cũng xoa bóp giúp tôi đi. Đào Đào, đủ rồi đó. Con nhỏ hơn này. Vân Vân, sao cô lại về rồi? Đào Đào à, cô đừng có làm phiền anh Tô Phong của chúng ta mãi thế. Sau này để tôi xoa bóp cho cô. Được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Tô Phong à, cô bị sao vậy? Anh Tô Phong, đầu tôi đau quá. Anh xem thử, có phải là tôi bị chấn thương sọ não rồi không? Anh Tô Phong, tôi không muốn quên anh đâu. Cô đợi ở đây, tôi về phòng lấy kim châm. Châm cứu cho cô một lát là khỏe ngay thôi. Anh còn biết châm cứu nữa sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho cô. Lật mặt nhanh dữ vậy sao? Ai kêu cô quay lại vậy? Đây là phòng của tôi. Tại sao tôi không thể quay lại? Tôi thấy cô chính là thấy tôi sắp thành công rồi nên cố ý quay lại để phá hoại tôi. Đúng vậy, tôi đúng là cố tình phá hoại đấy. Hơn nữa tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo của cô trước mặt anh Tô Phong. Tôi sẽ nói cô là một con trà xanh. Cô nói ai là trà xanh đấy? Cái đồ phá hoại này. Cô chính là trà xanh đấy. Cái đồ phá hoại. Cái đồ trà xanh. Tôi nhịn cô quá rồi, cô làm tới hả? Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Cô, cái đồ phẳng như sân bay. Cô là cái đồ mực to não phẳng. Cái đồ mực to não phẳng. Kim Trâm đến rồi đây. Hai người làm gì vậy? Anh Tô Phong, lúc nãy tôi đang kiểm tra sức khỏe cho Đào Đào ấy mà. Cô ấy không có bị chấn thương sọ não. Anh yên tâm đi. Anh Tô Phong, cô ấy bắt nạt tôi. Chuyện của hai người tôi cũng không nên tham gia vào. Đúng rồi, anh Tô Phong, anh nhìn đi. Chân của Đào Đào đã bị thương ra nông nỗi này. Chúng ta hãy để cô ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi thôi. Đào Đào, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tạm biệt nha. Anh Tô Phong, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Còn đưa Đào Đào nhà em về tận phòng nữa chứ. Không cần cảm ơn đâu. Vợ lớn à? Đáng ghét. Sao anh lại gọi người ta là vợ lớn vậy chứ? Sao vậy? Không thích sao? Anh Tô Phong, anh có thể dạy người ta đánh đi ra không? Vợ lớn chủ động hơn vợ nhỏ rất nhiều. Mình phải nghĩ cách. Tối hôm nay nhất định phải sửa đẹp bọn họ mới được. Giữ nguyên tư thế, đừng cử động. Giữ chặt cây cơ.
Dung. Lực. Tiểu yêu tinh. Anh Tô Phong. Anh giỏi quá đi. Làm người ta mê quá chừng. Hồ ly tinh. Đến đây nào bé yêu. Anh Tô Phong. Hôm nay em sẽ bị anh ăn thịt đấy. Không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi thì anh phải tấn công mạnh mẽ vào đấy nhé. Cô có nghe thấy lời nói trong lòng tôi không? Tất nhiên rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu. Vậy tôi sẽ khiến cô thấy thế nào mới là một người đàn ông đích thực từ cổ chí kim. Đây là cái gì? Đào Đào, sao cô lại ở đây? Không phải cô muốn tôi nghỉ ngơi thật khỏe sao? Hôm nay tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt. Đây là phòng của tôi mà, sao cô vào đây được? Anh Tô Phong, đừng quan tâm chuyện này nữa. Không phải hai người muốn ngủ cùng nhau sao? Vậy ba chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Ngủ cùng nhau sao? Tất nhiên rồi. Tình cảm của tôi với Vân Vân tốt như vậy. Bây giờ tôi cũng đang bị thương. Vân Vân sẽ không để ý chuyện này đâu. Có đúng không Vân Vân? Cô chạy đến đây làm gì vậy? Mối ngon này không phải là của mình cô đâu. Cô muốn gì? Chẳng lẽ muốn ba người kết hôn với nhau sao? Tôi làm vợ cả, cô làm vợ bé đi. Tôi sẽ không để ý đâu. Cô bị ảo tưởng à? Vậy thì tôi sẽ nói với anh Tô Phong. Cô là gái tay vịn ở karaoke. Đừng quên là cô cũng thế. Cô muốn đồng quy vô tận sao? Ai là vợ cả, ai là vợ bé, để anh Tô Phong quyết định. Đồng ý. Hai người đang làm gì vậy? Đi ngủ. Ngủ cùng nhau sao? Ánh mắt của hai người là có ý gì vậy? Anh Tô Phong, đêm hôm qua anh lợi hại quá đi mất, làm người ta thích quá chừng. Nếu đã như vậy, có phải là hai người nên thực hiện lời hứa rồi không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ hai. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ ba. Hai người phụ nữ đó là ai hả? Không phải tên là Vân Vân với Đào Đào sao? Tôi đang hỏi anh. Anh với họ có quan hệ gì? Có quan hệ gì đâu. Không có quan hệ gì sao? Vậy tại sao tối qua họ lại ở phòng anh? Cô biết rồi à? Muốn người ta không biết thì trừ phi không làm. Anh nói xem, có phải anh ngủ với họ rồi đúng không? Cô ghen rồi à? Tôi còn lâu tôi mới ghen. Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến việc thuê nhà thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện trêu đùa phụ nữ đâu. Nếu cô không yên tâm thì tôi sẽ đuổi họ ra ngoài. Liên quan gì đến tôi chứ? Quản cho tốt thân dưới của anh đi. Ngọc Tuyết, công ty muốn mở cuộc họp cổ đông. Cô đến đây chút đi.
Anh có thể làm bạn trai tôi không? Lật mặt nhanh vậy sao? Không phải thật đâu, đóng giả thôi. Vậy tôi có lợi ích gì không? Anh muốn lợi ích gì? Tôi muốn chụp mông của cô. Hình xăm trên đó. Anh giở trò lưu manh với tôi đấy à? Không muốn thì thôi. Chỉ cần chụp ảnh thôi đúng không? Đúng vậy, chỉ là chụp ảnh thôi. Được. Chụp một bức ảnh. Điểm yếu của cô ở trong tay tôi rồi. Đến lúc đó không phải muốn thế nào thì được thế đó sao? Đi thôi. Đừng vội thế chứ. Anh còn muốn gì nữa? Hôn tôi một cái đi. Ngay cả chuyện này cô cũng không làm được, mà còn muốn tôi giả làm bạn trai của cô. Chỗ này cũng phải hôn một cái. Tô Phong, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi là người có nguyên tắc sống. Mấy chuyện giả mạo này tôi không làm đâu. Cô tìm người khác đi. Anh Phong à, tương lai còn dài mà. Tôi hứa chỉ cần anh giúp tôi chuyện này, những ngày sau này mỗi ngày sẽ càng thêm phong phú, có được không hả? Tương lai còn dài, mỗi ngày sẽ càng thêm phong phú. Cố lên. Cô làm gì vậy? Nhìn vẻ mặt này của anh, tôi biết anh đang nghĩ tới chuyện bẩn thỉu. Bây giờ tôi vẫn chưa có được. Tôi không được nghĩ chắc. Mau thu dọn đi, rồi ra ngoài với tôi. Đi đâu? Công ty Thiên Tuyết. Tới đó làm gì? Triệu Hùng kiên định đem 1/3 cổ phần của công ty bán cho ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh. Tôi phải tới ngăn anh ta lại. Ông chủ Kim. Ông chủ Kim là một khách hàng lớn của công ty họ. Triệu Hùng Kiên có rất nhiều hoạt động kinh doanh làm với ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh. Lúc trước tôi chưa kết hôn, anh ta đã theo đuổi tôi. Xuất thân gia đình rất vững chắc, có mạng lưới quan hệ rộng trong cả hai giới thương mại với chính quyền. Chuyện này không tốt sao? Vậy sao cô không đồng ý với anh ta? Chẳng lẽ là vì Triệu Hùng Kiên? Triệu Hùng Kiên cũng chỉ là một tên đàn ông xấu xa, tham tiền phụ nghĩa. Nhưng ông chủ Kim của công ty Kim Thịnh cũng là tên ăn chơi phóng đãng, không thua kém gì cả. Nghe nói trước đây, anh ta vì để ngủ với một ngôi sao nữ, trực tiếp ném ra 100 triệu. Ngày thứ hai thì chia tay luôn. Loại người chơi đùa với phụ nữ như vậy, sao tôi có thể đồng ý chứ? Ngọc Tuyết tốt lắm. Cô vì tôi mà giữ mình nhiều năm như vậy. Để tôi chạm vào trái tim cô chút nhé. Anh làm gì vậy? Đừng lề mề nữa. Mau thu dọn rồi thay đồ đi. Sao vậy? Sợ tôi làm mất mặt à? Tôi chỉ muốn anh đóng giả giống chút thôi. Sao không thấy cô ấy tới vậy? Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi. Tuyết Nhi, Ngọc Tuyết, cuối cùng em cũng đến rồi. Vị này là tài xế của em à? Sao lại đưa anh ta vào đây vậy? Cuộc họp lần này của chúng ta liên quan đến tương lai của công ty. Em đưa một người ngoài đến đây không thích hợp lắm đâu. Anh ấy không phải người ngoài. Anh ấy là chồng tương lai của tôi. Các vị à, vợ tôi ấy à, luôn thích đùa thế đấy. Tôi không có đùa với anh. Thông báo với các vị, tôi và Triệu Hùng Kiên đã thỏa thuận ly hôn rồi. Anh ta chỉ có một nửa số cổ phần mà thôi. Vì vậy anh ta muốn thỏa thuận chuyển nhượng, tôi không đồng ý. Tốt rồi, Bạch Tổng sắp trở lại cuộc sống độc thân tự do rồi. Sau này chúng ta hợp tác thì sẽ càng thuận tiện hơn. Ông chủ Kim, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng có điều, tôi không có ý định chuyển nhượng cổ phần của công ty cho anh. Em nói sao?
Em không sợ anh nổi điên lên sao? Mánh khóe của ông chủ Kim. Đương nhiên tôi hiểu rõ. Cho nên, tôi đặc biệt dẫn Tô Phong đến đây. Em nghĩ một tên tài xế có thể khiến anh từ bỏ tập đoàn Thiên Tuyết à? Chuyện này có hơi viển vông rồi đấy. Anh ấy không phải là tài xế. Anh ấy là bạn trai của tôi. Bạch Tổng à, anh ta cũng chỉ là nhân viên giao hàng thôi. Anh ta và cô không có xứng đôi. Thì ra là nhân viên giao hàng. Bạch Tổng, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn đấy. Tìm một tên giao hàng đến đây diện thế này, e là không hợp tình lắm. Đúng đó. Cho dù cô đã ly hôn với Triệu Tổng, cũng không thể tìm một người giao hàng diễn trò này chứ. Ngọc Tuyết à, xem ra bọn họ không tin. Cho bọn họ mở mang chút đi. Nào. Ngọc Tuyết, em ngang nhiên hôn tên thối tha này. Muốn từ chối anh cũng đâu cần dùng loại người này để khiến anh kinh tởm chứ. Tôi đi giao hàng chỉ để trải nghiệm cuộc sống này chút thôi. Tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả. Bớt chém gió đi. Nếu thật sự có năng lực, ai lại đi giao hàng chứ? Thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch có được không? Giao dịch gì? Chỉ cần anh rời khỏi Ngọc Tuyết, tôi sẽ cho anh 100 triệu. 100 triệu sao? Kim Tổng ơi là Kim Tổng, ra tay thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhóc con, cậu sắp giàu to rồi đấy. Tự nhiên nhận được 100 triệu. Số tiền này đủ cho cậu sống an nhàn ba đời đó. 100 triệu à? Đúng. 100 triệu, quá đã đúng không? Anh không cần nghi ngờ sự giàu có của tôi. Vì Ngọc Tuyết, 100 triệu này ra đi cũng đáng. Một người phụ nữ nhìn chồng mình tiêu tiền cho người phụ nữ khác, sắc mặt lại không hề thay đổi, đúng là không đơn giản. Thật là xin lỗi nhé Kim Tổng. Mặc dù trước đây tôi là người giao hàng, nhưng tôi cũng là một người có lý tưởng, có chí khí, là một thanh niên tốt của xã hội, coi tiền như cỏ rác. Chỉ 100 triệu thôi, đừng hòng mua chuộc được tôi. Nhưng mà tôi nghe nói tài sản của Kim Tổng đây phải trị giá chục tỷ. Chỉ cần anh chịu bỏ ra một nửa tài sản của mình thì hãy bàn chuyện giao dịch với tôi. Tôi nhất định sẽ bằng lòng bàn bạc với Kim Tổng. Tôi có nghe nhầm không vậy? Thằng nhóc cậu mở miệng ra là đòi 5 tỷ. Nhóc con, cậu tự tiến âm phủ chắc. Vậy để tôi đốt cho cậu. Ông chủ Kim à, không phải ông rất thích Ngọc Tuyết sao? Bây giờ vì cô ấy bỏ ra một nửa số tài sản cũng không được. Cũng phải ha. 5 tỷ với anh mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Anh không nỡ cũng rất bình thường thôi. Vớ vẩn, tình yêu của tôi đối với Ngọc Tuyết, trời đất có thể chứng giám. Đừng nói là một nửa tài sản, dù cho toàn bộ tài sản, tôi cũng bằng lòng. Ông chủ Kim nói rất hay, nói hay lắm. Chẳng có chuyện gì trong giới nhà giàu các người mà tôi không biết cả. Hầu hết các người đều có tài sản cố định, không có nhiều tiền mặt. Đừng nói 5 tỷ, 500 triệu thôi, anh cũng chẳng lấy ra được. Ai nói tôi không lấy ra được? Được lắm. Chỉ cần anh lập tức chuyển 500 triệu vào thẻ của tôi, bây giờ tôi sẽ rời khỏi Ngọc Tuyết, ngay lập tức. Nói được làm được. Ngọc Tuyết à, nếu anh thật sự chuyển cho anh ta 500 triệu, em sẽ gả cho anh đúng không? Đồng ý với anh ta đi. Đồ khốn nhà anh, dám đem tôi ra bán. Có tiền ngu gì không kiếm. Đồ vô lương tâm. Ông chủ Kim, nếu anh sẵn lòng chi 500 triệu cho tôi, chứng minh rằng anh thực sự yêu tôi không có lý do gì để từ chối anh nữa. Nhưng có điều, vợ anh đang ở đây, anh không hỏi ý kiến cô ấy thử sao? Giữa anh với Tần Tổng không thể gọi là mối quan hệ vợ chồng được, nên nói là quan hệ hợp tác thì đúng hơn. Cô ta cũng không quan tâm bên cạnh anh có người phụ nữ nào. Nếu giữa hai người nhưng chỉ có một danh phận, anh dĩ nhiên hy vọng có thể cho em danh phận này. Nếu ông chủ Kim có tình cảm sâu nặng đối với tôi như vậy, tôi chẳng còn lý do gì từ chối nữa. Được thôi, anh sẽ chuyển cho anh ta ngay. Tiêu rồi. Hiện tại mình chỉ có 40 triệu tiền mặt, các khoản khác cũng không thể rút ngay được. Kim Tổng à, sao lời bề dữ vậy? Hay là không có phải không? Ngọc Tuyết, anh chợt nhớ ra, cách đây không lâu anh đã đầu tư mấy trăm triệu dưới danh nghĩa cá nhân. Bây giờ nhất thời không thể rút ra 500 triệu tiền mặt được. Hay là em bảo anh ta đợi vài ngày nữa, anh sẽ chuyển cho anh ta. Đợi vài ngày nữa hả? Ai mà biết được là đợi mấy ngày chứ. Nếu anh không có 500 triệu, tôi cũng không dám giao Ngọc Tuyết cho anh. Đến lúc đó ăn không no mặc không ấm, vậy thì đáng thương quá rồi.
Cậu nói nhảm gì vậy? Sao tôi có thể để cho Ngọc Tuyết sống khổ sở được chứ? Ai mà biết chứ? Anh xem quần áo Tần tổng mặc đi, có thương hiệu gì không? Nhìn sơ là biết không có tiền mua đồ hiệu rồi, trông phèn hết sức. Ngọc Tuyết à, thả em ngồi trên xe điện của anh mà cười, còn hơn là phải ngồi khóc trên BMW. Anh sẽ yêu thương em thật nhiều, có được không? Được. Đủ rồi đó, đừng có xén số nữa, chúng ta nói chuyện chính, đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi dự định dùng 10 tỷ để mua lại 1/3 cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết. Tiểu Kim, ngay cả 500 triệu anh còn không có thì lấy đâu ra 10 tỷ chứ? Cái này không cần anh phải lo. Các vị cổ đông, các vị thấy thế nào? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Ngọc Tuyết, em chỉ có 40% cổ phần. Ba người chúng tôi hợp lại là đã giữ trong tay 45% cổ phần. Em không đồng ý thì có tác dụng gì sao? Ai nói cô ấy chỉ có 40% cổ phần? Trong tay tôi đang nắm giữ 15% cổ phần đây. 15 sao? Làm sao mà anh có thể nắm giữ cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết được chứ? Số cổ phần đó đều nằm trong tay của các cổ đông nhỏ rồi. Tất cả đều là nhờ vào song nhi xinh đẹp của tôi đấy. Điều tra giúp tôi thành phần cổ phần của tập đoàn Thiên Tuyết, đồng thời mua lại hết cổ phần của các cổ đông nhỏ cho tôi. Vâng thưa thiếu gia. Hai chúng tôi cộng lại là có 55% cổ phần lận đấy. Tiểu Kim à, mong muốn của anh trở thành công cốc rồi. Tiểu tử, tôi sẽ nhớ mặt anh. Đi. Kim Tổng, Kim Tổng à, Kim Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Giúp đỡ người đẹp chút thôi mà. Anh đã mua hết cổ phần của các cổ đông nhỏ từ khi nào vậy? Anh lấy đâu ra tiền chứ? Tôi sống trong một căn biệt thự lớn như thế này, mua chút cổ phần thì đã là gì? Hôm nay anh đã cứu công ty của tôi, vậy anh muốn được thưởng cái gì? Cô nói thử xem, tôi muốn được thưởng gì hả? Đáng ghét. Không đáng ghét. Đáng ghét mà. Không có đáng ghét. Hai người mà như vậy nữa là tôi sẽ nôn ra mất. Cô, Hạ Như, cháu. Sao cháu lại ở đây? Cháu ở đây phát sóng trực tiếp nãy giờ mà. Ngược lại là hai người đó không có chút kiêng dè gì cả. Vậy gì? Dì đi nấu cơm đây. Dự Bà, có phải tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi không? Tôi không biết cô là ngốc thật hay là đang giả ngốc nữa. Cái tên Kim Huy này chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Mau chóng điều tra thật kỹ cái tên Tô Phong đó đi. Điều tra bằng cách nào? Chuyện này phải phụ thuộc và bạn gái cũ là em rồi. Anh hư thật đấy. Đến đây nào. Nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi? Cuối cùng thì ông đây cũng sinh khí rồi ra lại rồi. Vậy thì phải để người ta xem thử thế nào đã. Cho em thử thoải mái luôn. Lâm Băng, có phải cô thích tôi không? Lâm Băng không dám đâu. Cô có biết thế nào gọi là chơi xe chấn không? Thiếu gia không thể như vậy đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô đau đâu. Cảm thấy thoải mái không? Thoải mái lắm, cũng không đau nữa. Nếu như bây giờ cô đã thoải mái rồi, vậy thì cô hãy nói cho tôi biết hình xăm trên người cô ở đâu thế hả? Ở đây nè, anh nhìn đi. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ tư. Quả nhiên là Song Nhi. Song Nhi gì chứ? Tôi là Lâm Băng. Thôi đừng nói nhiều, tôi còn có việc phải làm. Bây giờ ngay cả Thuyên Nhi cũng xuất hiện rồi. 7 người vợ của mình cũng tập hợp đủ rồi. Nhưng mà mình chỉ mới tải lên 4 cái.
Bây giờ còn có của Ngọc Tuyết, Hàn Tiểu Na và Tần Hồng Vân là vẫn chưa chụp được. Phải làm sao đây? Xem ra mình phải chủ động tấn công rồi. Đầu tiên là đưa vợ bé ra ngoài, rồi đem Nana với Tần Hồng Vân về đây. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Anh Tô Phong, anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi, còn ngại nữa chứ? Đâu phải em không muốn cho anh xem đâu. Đúng vậy đó anh Tô Phong, anh muốn xem thì cứ quang minh chính đại mà xem. Ai nhìn trộm chứ? Tôi đang xem động tác của hai người, có đúng hay không? Anh cũng biết về yoga sao? Tất nhiên rồi. Yoga quan trọng nhất không phải là tư thế, mà là động tác và hướng chuyển động có đúng hay không. Nếu không thì không những không luyện dáng được mà còn tổn thương đến thân thể nữa. Nghiêm trọng thế sao? Lấy tư thế của cô làm ví dụ đi. Cánh tay của cô và cơ thể phải thẳng thành một hàng. Anh Tô Phong, anh xem thử tư thế này có đúng hay không? Đúng rồi. Lên, xuống. Duy trì tư thế này thì cô có thể đạt được hiệu quả tập luyện tốt nhất. Anh Tô Phong, vậy còn em thì sao? Cô thì thế này, hóp bụng, nâng ngực. Đúng rồi. Anh Tô Phong, anh lại đây. Hạ Như, Hạ Như, sao cô lại ở đây? Anh Tô Phong, có phải là anh không muốn làm dựa của tôi nữa không? Sao cô có thể nói vậy chứ? Tôi đâu có ngốc. Nhiều người đẹp vây quanh anh như vậy, ai mà biết anh có hoa mắt không cơ chứ? Không phải là tôi không muốn, mà là tôi thấy Ngọc Tuyết vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tôi. Có cần tôi giúp anh giải quyết gì tôi không? Thôi kệ đi, chuyện giữa chúng tôi cô không giải quyết được đâu. Anh coi thường tôi đó à? Tôi đâu có. Vậy chúng ta cược đi. Cược gì? Nếu tôi giúp anh theo đuổi được gì tôi, anh phải để tôi phát sóng trực tiếp đám cưới của hai người. Vậy nếu cô thất bại thì sao? Thì tôi sẽ gả cho anh. Ôi mẹ ơi, cô thật sự dám làm đấy à? Có gì đâu chứ, ba nợ con trả thôi. Món nợ của dì tôi để tôi trả cũng có lý mà. Con nhóc này điên hơn An Ninh nhiều. Ăn cơm thôi. Ăn cơm trước đi. Chị Ngọc Tuyết, tài nấu nướng của chị đỉnh thật đó. Đúng đó, chúng ta có thể sống cùng nhau, đúng là may mắn mà. Có thể sống chung thì đều là duyên phận. Nào, chúng ta cùng cạn ly nào. Cạn ly nào. Để tôi đi xem là ai. Sao hai người lại tới đây vậy? Bây giờ anh là cổ đông của công ty chúng tôi, chúng tôi cũng nên đến hỏi thăm chút chứ. Đúng đó Tô Phong, anh cũng đừng quên chúng ta đã từng cùng trên một chiếc giường, đồng cam cộng khổ. Anh sẽ không tuyệt tình đó chứ? Mặc dù mình không biết cô ta giở trò gì, nhưng tối nay mình phải tóm được cô ta. Mời vào. Đồ ăn đều lên hết rồi đấy à? Các người, Ngọc Tuyết, nếu đã đến rồi thì đều là khách. Ngồi đi. Tôi đi lấy bát đũa. Rốt cuộc thì họ tới đây làm gì vậy? Sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc vậy nhỉ? Đánh đi, đánh nhau đi. Để xem tối nay anh tóm được cưng thế nào nhé. Em là cháu gái của Ngọc Tuyết à? Đúng là con gái tuổi 18 thay đổi quá nhỉ. Tối nay chỉ là ăn cơm thôi, ăn xong thì mời về nhé. Ngọc Tuyết à, bây giờ anh đã cải tà quy chính rồi. Em phải tin anh. Bây giờ anh không còn hợp tác với lão Kim nữa. Anh mà cải tà quy chính, trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Ngọc Tuyết à,
Nếu bây giờ ông chủ Triệu đã cải tà quy chính rồi, vậy thì chúng ta ăn cơm đi. Ăn thôi. Anh Tô Phong à, trước đây là do em sai, bây giờ em xin tạ lỗi với anh. Hy vọng anh có thể tha thứ cho em. Ai cũng có rượu hết rồi, cạn ly đi. Rượu mà anh Tô Phong chọn vẫn ngon như ngày nào. Thứ mà mình yêu thích ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ mãi thích như thế. Con người sẽ luôn thay đổi, sở thích tự nhiên cũng sẽ thay đổi thôi. Đúng vậy, thầy giáo từng nói, điều duy nhất không thay đổi trên thế giới đó là thế giới luôn có sự thay đổi. Mọi người nói chuyện sâu sắc quá đi, người ta nghe không hiểu gì cả. Hay là mọi người uống rượu đi. Đúng đó, uống rượu là quan trọng nhất. Uống thôi, tôi nâng ly rồi đó. Nana cũng thật to gan quá rồi đó. Sao lại có một cái chân nữa vậy? Chân ai vậy? Chân ai nữa vậy? Cũng tới góp vui đây à? Làm gì vậy? Lại một cái chân nữa. Đây là muốn làm thành một bàn mặt trượt luôn đấy à? Sao ngay cả cô cũng đến nữa? Ai mà chịu nổi sự hành hạ từ năm người phụ nữ cơ chứ? Anh làm gì vậy? Tôi uống hơi nhiều rồi, tôi phải lên lầu nghỉ ngơi chút đây. May mà không để Ngọc Tuyết nhìn thấy, nếu không thì thảm rồi. Anh Tô Phong à, là em đây. Sao cô lại ở đây? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất đó là anh không muốn ở bên em sao? À Như, sao cô lại trở nên hoang dại như Di như vậy? Nhưng mà mình thích lắm. Được, anh Tô Phong, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Em nhất định sẽ làm cho anh cảm nhận được là thú lớn nhất của đàn ông. Ai vậy? Tô Phong là tôi. Tôi có việc cần tìm anh. Ngọc Tuyết, anh mở cửa ra đi. Tôi tới đây. Sao cô lại ở đây? Sao mãi anh mới mở cửa thế? Có phải là anh đang giấu cô gái nào đúng không? Đâu có, làm gì có. Kế hoạch thay đổi, mau tới đi. Ngọc Tuyết, không có ai đâu mà. Anh làm gì vậy? Tôi thấy hôm nay cô đẹp quá, tôi nhất thời không kiềm chế được. Vô liêm sỉ, các người làm gì vậy? Triệu Hùng Kiên, các người, hai chúng tôi vận động ở trong phòng một xíu để gia tăng tình cảm, không được sao? Được chứ? Được chứ? Nào, không biết ông chủ Triệu đang làm gì vậy nhỉ? Nửa đêm đột nhiên xông vào phòng của tôi. Không thấy Nana đâu cả. Không biết các người có thấy không? Anh không thấy bạn gái anh đâu. Thì anh tới phòng tôi làm gì chứ? Anh xem anh đúng là thật vậy sao? Anh điên à? Tôi thấy miệng Triệu Tổng hơi khô. Tôi chỉ cấp ẩm cho Triệu Tổng đây thôi. Cấp ẩm thì cũng là Nana cấp ẩm cho tôi. Cần anh cấp ẩm làm gì? Còn lè lưỡi ra nữa chứ? Chúng ta đi tìm Nana. Cứ như vậy sẽ hỏng chuyện hết. Chúng ta ra ngoài tìm thôi. Sao em lại ở đây? Anh Tô Phong à, anh cứ nói thật với họ đi. Tôi nói gì mà nói chứ? Quên rồi hả? Vừa rồi anh còn nói người ta kỹ năng đỉnh nữa. Đồ tôi. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết à, sao cô lại nói thế chứ? Anh Tô Phong này, nếu như cô ta vào trễ một bước, không phải mọi chuyện đã là thật sao? Cái này gọi là giả định thôi.
Cô, anh Tô Phong à, đừng có tức giận mà. Em bù đắp cho anh, có được không? Bù đắp sao? Bù đắp thế nào hả? Thế này có được không? Bệnh này của cô nghiêm trọng lắm đấy. Nếu không điều trị kịp thời, rất có khả năng sẽ không mang thai được đâu. Vậy phải làm sao? Tôi có thể giúp cô chị, nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện, giúp tôi giải thích rõ ràng với Ngọc Tuyết. Cái nào tốt cái nào xấu, cô tự mình suy xét đi. Trước mắt cứ hứa với anh ta, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Được, em hứa với anh. Anh đã sớm biết hai người bọn họ vẫn còn vương vấn tình xưa. Ngọc Tuyết, hai chúng ta mới là một đôi. Ngọc Tuyết à, buông tôi ra. Ngọc Tuyết, em cho anh một cơ hội nữa được không? Triệu Hùng Kiên, anh đừng có mơ. Bạch Ngọc Tuyết, nếu như em thật sự không chịu, anh chỉ còn cách này thôi. Buông tôi ra, buông ra. Triệu Hùng Kiên, buông cô ấy ra. Anh, Tô Phong, anh ngủ với bạn gái của tôi, còn muốn tiếp tục dây dưa với vợ tôi sao? Mọi thứ hay ho trên đời này đều để cho anh hưởng hết hả? Tôi với Nana không có gì hết. Không tin thì hỏi cô ấy đi. Lúc nãy tôi chỉ đùa với các người thôi. Giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có gì hết. Vậy tại sao em lại ở sau rèm cửa sổ phòng anh ta? Đó là vì tôi đang khám bệnh cho cô ấy. Khám bệnh ư? Khám bệnh sao? Cô ấy mắc một căn bệnh rất hiếm gặp, mỗi ngày cần phải ở một nơi thật tối, đủ 15 phút mới được. Ngược lại là anh, Triệu Hùng Kiên, anh thế mà lại dám mạo phạm Ngọc Tuyết. Hãy nếm thử tuyệt kỹ điểm huyệt hoa cúc của tôi này. Ngọc Tuyết, anh sai rồi. Ngọc Tuyết, em tha cho anh được không? Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết à, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú, thừa nhận hết tất cả tội ác của mình. Lựa chọn thứ hai chính là để tôi đánh nhừ xương anh một trận, rồi báo cảnh sát, để họ bắt anh đi, rồi tống anh vào ngục. Cái đầu tiên, còn không mau cút đi. Ngọc Tuyết, giờ đã tin tôi chưa? Cô Hàn à, cũng không còn sớm nữa, cô về đi, tôi không thể về được. Tại sao chứ, Bạch Tổng? Khi nãy cô cũng thấy rồi, Triệu Tổng xảy ra chuyện như vậy, tôi sợ lát nữa anh ta sẽ đến làm phiền tôi. Tôi xin cô, cho tôi ngủ ở ghế sofa cũng được. Anh thấy như thế có được không? Cô muốn thế thì được thôi. Vậy anh theo tôi qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Cô muốn nói gì vậy Ngọc Tuyết? Tôi dễ dãi với anh quá phải không? Ý cô là sao? Mặc dù chúng ta chỉ giả vờ làm người yêu, anh lại ngang nhiên tán tỉnh người yêu cũ như vậy. Anh quá lắm rồi đó. Không phải từ đầu tôi đã giải thích với cô rồi sao? Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Phải, tôi thừa nhận tôi cũng có phần sai, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không đúng nha. Chúng ta chỉ là giả vờ làm người yêu thôi. Tôi có làm gì cũng đâu liên quan đến cô đâu. Tôi biết rồi, cô đang ghen à? Không có, thật sự không ghen à? Còn lâu mới ghen. Được thôi, giờ tôi đi tìm Hàn Tiểu Na. Anh tìm cô ta làm gì? Chúng ta cũng giả làm người yêu với nhau thôi. Triệu Hùng Kiên cũng đuổi đi được rồi, giờ tôi làm gì? Hình như cũng không liên quan đến cô. Mối quan hệ của chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Thực ra cô chỉ cần níu kéo tôi một câu thôi, nói không chừng tôi sẽ ở lại. Anh ở bên ai cũng không liên quan gì đến tôi. Được, đừng hối hận đó. Phụ nữ đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.
Anh nói ai? Nói một đằng làm một nẻo đấy. Sao cô lại ở đây? Không phải là anh phải khám bệnh cho em sao? Bây giờ khám luôn đi. Được thôi. Anh Tô Phong, anh muốn chữa bệnh như thế nào? Cô có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là kim châm. Lựa chọn thứ hai là kỹ năng. Cô chọn cái nào? Người ta sợ kim châm lắm. Em chọn kỹ năng. Đây là lựa chọn của cô đấy nhé. Anh Tô Phong, có phải như vậy không? Kỹ năng truyền thống chính là dùng bàn tay của tôi vỗ vào mông của cô một cái bét. Anh Tô Phong, anh đỉnh thật đó. Thoải mái quá. Được rồi. Như vậy đã xong rồi sao? Người ta vẫn chưa đủ đã mà. Tôi là đang khám bệnh. Mà cô tưởng tôi đang chơi đùa với cô sao? Nếu như người ta thật sự muốn chơi đùa cùng anh, vậy thì bệnh của cô sẽ ngày càng nặng hơn mà thôi. Thôi bỏ đi. Anh Tô Phong, bệnh của em, cô tự cảm nhận thử đi. Kỳ lạ thật đó. Không còn thấy đau nữa. Nhưng mà bệnh của cô chỉ vỗ một lần thì không thể nào khỏi được. Cần phải vỗ mỗi ngày một lần, vỗ liên tục trong 7 ngày thì bệnh của cô mới có thể trị tận gốc được. Cảm ơn anh Tô Phong. Không có gì đâu. Tôi đi đây nhé. Bệnh của em đã khỏi rồi. Nhưng mà tâm bệnh của em thì anh cũng trị cho em đi. Tâm bệnh sao? Cô lấy đâu ra tâm bệnh? Nếu như anh Tô Phong không tin thì anh tự kiểm tra thử đi. Một đóa hoa hồng thật là đẹp. Vậy sao anh còn không mau đến thưởng thức đi? Không vội, không vội gì cả. Để tôi chụp tải lên trước đã. Chúc mừng Lộc Gia đã tìm được vị phu nhân thứ 5. Anh còn có sở thích này nữa sao? Lòng yêu cái đẹp thì ai ai cũng có mà. Vậy đóa hoa hồng này của em có đẹp không? Đẹp lắm. Hãy xem chương thứ 14 của tôi đây. Phượng Dực Thiên Tường. Thật không ngờ anh lại lợi hại đến vậy. So với Triệu Hùng Thiên thì sao? Anh ta kém xa anh cả ngàn dặm. Anh thích cái miệng ngọt ngào, biết nịnh nọt này của em lắm đó. Có điều anh rất tò mò, tại sao em lại ở bên cạnh Triệu Hùng Kiên vậy? Ba em chơi cờ bạc, nợ rất nhiều tiền, cho nên em không còn cách nào khác, nên mới đi theo Triệu Hùng Kiên bán rẻ thanh xuân của mình. Để em chịu nhiều ấm ức rồi. Chuyện đã qua cả rồi. Nhưng mà cái gì? Anh ta sẽ ngoan ngoãn đi nộp mạng sao? Em phải hiểu hắn hơn anh chứ. Vậy sao anh còn thả anh ta? Nếu anh ta không tự vào, vậy thì chúng ta sẽ nghĩ cách để anh ta vào. Anh có cách gì? Em là thư ký của anh ta, chắc chắn là trong tay em nắm giữ không ít bằng chứng phạm tội của anh ta, đúng chứ? Anh ta có một cuốn sổ cái cũ. Em biết nó đang ở đâu. Vậy chúng ta đưa anh ta đến nơi mà anh ta nên đến đi. Nghe theo anh hết. Trời ơi, Triệu Tổng, đừng có nóng vội như vậy. Sao tôi có thể không nóng vội được chứ? Có kẻ dám ăn cắp cuốn sổ cái cũ rồi đi tố cáo với cảnh sát ở ngay trước mắt tôi. Lát nữa cảnh sát sẽ đến điều tra tôi đấy. Người dám tố cáo anh tất nhiên cũng là người biết về cuốn sổ cũ đó rồi. Hàn Tiểu Na, Kim Tổng, tôi làm những chuyện này đều là vì anh cả. Anh không thể để tôi làm xong chuyện rồi thấy nguy không cứu mà qua cầu rút ván như vậy được. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Tuyết. Còn anh cứ ở trong đó mà cải tạo cho thật tốt đi.
Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Sau khi vào trong đó, đừng có cúi xuống đất, nhặt xà phòng đấy nhé. Anh, cái tấm thân nhỏ này của anh, tôi chỉ sợ là anh không chịu nổi thôi. Cô, sao cô lại vào đây? Đừng quan tâm đến tôi. Anh làm gì thì cứ làm đi. Cô chắc chứ? Có cô ở đây, tôi không thể nào tè được. Anh không tè được là bị bệnh đó. Phải trị gấp. Có cần tôi giúp anh không? Cái này cũng có thể giúp sao? Anh tiếp tục đi. Thật không ngờ cô lại lợi tiểu như vậy. Tôi đâu phải là cây mã để đâu. Anh Tô Phong, sao hai người lại ra khỏi nhà vệ sinh cùng nhau? Tô Phong không đi tè được, tôi giúp anh ta thổi còi góp vui. Thổi còi sao? Không phải là thổi còi như em nghĩ đâu. Vậy anh nói thử, thổi còi mà em nghĩ là cái gì? Không phải là cái kiểu thổi còi đó đâu. Hàn Tiểu Na, bây giờ anh ấy là bạn trai tôi. Cô làm ơn tránh xa anh ấy ra. Tối hôm qua tôi còn ngủ trong phòng của anh ấy đấy. Cô Hàn, tối qua tôi thấy cô đáng thương nên mới để cô ở lại. Không ngờ cô lại lấy oán báo ơn, ngủ với bạn trai tôi. Tôi với anh Tô Phong vẫn chưa chia tay. Có cần tôi nói lại lần nữa không? Anh ấy là bạn trai tôi. Bây giờ cô tin chưa? Tôi với anh Tô Phong mới là cặp đôi hoàn hảo. Tối qua anh ấy đã dùng chiêu thứ 14 của anh ấy, Phượng Dực Thiên Tường. Cô ta nói là sự thật sao? Xem ra tôi xem thường các người rồi. Tưởng hai người đã chia tay rồi, không ngờ vẫn vương vấn không dứt. Vậy nên Bạch Tổng chắc biết khó mà lui nhỉ. Sao tôi phải rút lui chứ? Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã xác nhận mối quan hệ với anh ấy lâu rồi. Anh ấy còn dùng nhiều chiêu với tôi nữa kìa. Thật sao? Không sao cả, đàn ông mà, gặp dịp thì chơi đùa chút thôi. Tôi có thể hiểu điều đó. Cho nên xin một số người hãy nhận thức vị trí của mình đi. Cô chỉ là một trong những người ăn chơi qua đường của Tô Phong mà thôi. Anh Tô Phong, em hỏi anh thích ai nhất? Hình xăm trên người Hàn Tiểu Na đã xử lý xong rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu Ngọc Tuyết với Tần Hồng Vân thôi. Bạch Ngọc Tuyết, thằng điểu cáng. Ngọc Tuyết, vô liêm sỉ. Chuyện gì thế này? Thuyên Nhi, tôi tên là Tần Hồng Vân, là vợ của ông chủ Kim. Tôi biết. Cô tới đây làm gì vậy? Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Được chứ. Tô thiếu gia có thể sở hữu một căn biệt thự ở nơi đắc địa này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Được tổ tiên che chở nên thắng ở vạch xuất phát thôi. Tô thiếu gia thật là khiêm tốn. Hình như tôi bị cái gì đó cắn. Là rắn độc. Vậy tôi có ngỏm không? Không đâu. Chỉ cần tôi hút độc ra cho cô là được. Không sao rồi. Chất độc đã được hút hết ra rồi. Cảm ơn anh. Không có gì. Nếu cô không phiền, tôi có thể chụp ảnh được không? Được thôi. Chúc mừng Lộc gia đã tìm được vị phu nhân thứ 6. Xử lý xong rồi. Thật ngại quá. Anh cứu tôi, tôi lại lấy oán báo ơn anh. Lấy oán báo ơn?
Ý cô là sao? Anh về xem là biết thôi. Tôi vẫn muốn sống. Im hết cho tôi. Tôi không muốn đi đời. Các cô, người nào người nấy trẻ măng, từng người một đều đừng hòng sống. Chọn ai cũng khó nhỉ. Thằng kia, thả vợ tôi ra. Anh Phong cứu em. Anh Phong cứu em với. Cứu em với anh Phong. Đứng yên. Anh Phong ơi, đừng có ồn nữa. Ông chủ Kim, anh muốn làm gì? Mặc dù anh đã đưa Triệu Hùng Kiên vào tù, nhưng trên cuốn sổ cái cũ của anh ta có rất nhiều lịch sử giao dịch làm ăn với tôi. Tôi sẽ sớm bị điều tra. Thay vì ngồi chờ mất mạng, không bằng tất cả cùng nhau lên Tây Thiên luôn. Anh đúng là một tên điên. Tôi là thằng điên. Tôi là thằng điên đấy. Tôi điên không phải do anh ép sao? Một mình anh, sao lại có đến 6 người phụ nữ? Còn tôi, ngay cả niềm vui cơ bản nhất của một người đàn ông cũng không được. Anh nói xem, các người có nên ngỏm hết đi không? Ông chủ Kim, tôi biết y thuật. Nếu anh bỏ dao xuống, tôi sẽ chữa bệnh cho anh ngay bây giờ. Thật sao? Thật mà. Chỉ cần đưa tôi con dao, tôi sẽ chữa bệnh cho anh ngay lập tức. Anh lừa tôi. Tôi không lừa anh. Năm tôi 8 tuổi, thằng em của tôi đã bị lừa làm cho bỏng rồi. Sao anh chữa được chứ? Cái này quả thật là không thể chữa được. Tôi biết ngay là anh lừa tôi mà. Kim Huy, anh dừng tay lại đi. Vợ, sao em lại quay lại đây? Một vở kịch hay như vậy, làm sao em có thể bỏ lỡ được chứ? Hay là vợ muốn tận hưởng điều này? Chồng à, em thấy tên Tô Phong này, yêu họ rất sâu đậm. Hay là trước khi họ ngỏm, ở trước mặt Tô Phong, làm nhục từng người một đi. Đừng mà, chẳng phải sẽ càng hả lòng hả dạ hơn sao? Nhưng vợ à, em cũng biết mà. Không sao đâu chồng. Em đã chuẩn bị vũ khí cho anh rồi. Đây là cái gì vậy? Anh biết không? Lần đầu tiên lúc em gặp anh, đã muốn cho anh dùng cái này rồi. Mắt của tôi, con đàn bà thối kia. Đánh tôi đi. Hành hạ tôi đi. Đâm tôi đi. Đánh tôi đi. Tôi ngỏm rồi. Có mấy người phụ nữ các cô chôn cùng với tôi, tôi cũng đâu có thiệt gì. Nói cái quái gì vậy? Ý của anh là sao hả? Anh có ý gì? Ý gì sao? Trong ly nước tôi cho họ uống trước đó, tôi đã bỏ vào một loại thuốc độc mới. Hiện tại không có thuốc giải. Không có thuốc giải. Có thật không? Đúng vậy. Tôi nói này Hồng Vân, tôi biết cô cũng sẽ phản bội tôi từ lâu rồi. Bữa sáng của cô hôm nay cũng bị tôi bỏ thuốc vào rồi. Anh nói gì chứ? Tên giao hàng này, bây giờ cứ coi như anh là thân y, thì anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người một ngỏm mà thôi. Anh không thể làm gì được đâu. Không thể làm gì được đâu. Các cô vợ, vợ của người ta, hôm nay tiểu bảo tôi sẽ dùng thân thể của mình để cứu các cô. Tôi đến đây. Các cô vợ, hôm nay chúng ta sẽ phân chia lớn nhỏ. Không ai phải tranh. Tất cả phụ thuộc vào ý trời. Số 3. Lộc gia, anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào thì chúng ta đi ngắm tuyết, ngắm trăng chứ?